Sau đó thì ở đây rồi, ở đây chúng ta vào một cái nội dung trang web, rồi chúng ta có tất cả trang web. Nội dung trang web thì ở đây khá là nhiều cái nội dung các bạn, thì mỗi cái nội dung như vậy thì nó có số lần xem trang bao nhiêu, số lần xem trang duy nhất, số lần xem trang trung bình, vậy đó các bạn. Rồi ở đây chúng ta có rất nhiều yếu tố như tốc độ trang web bao nhiêu, chúng ta tổng quan. Tất cả trang web ở đây á, thì thời gian tải trang trung bình á, là 19.8, thời gian chuyển hướng là 0.1 giây, thời gian tra cứu tên miền 0.9, thời gian kết nối máy chủ là 0.13, thời gian phản hồi trung bình trên máy chủ là 1 giây, thời gian tải trung bình xuống là 1044 giây đó. Đó ví dụ như Firefox là trung bình là 4,16, cấp cấp là 10.01, trong là 15.2. Xin ra vấn đề với sang lại lên nó chậm các bạn, chậm. Chúng ta đưa ra những Google Analytics mang đến cho ta những cái thông số mà chúng ta từ những thông số này chúng ta cảm thụ được rằng là website chúng ta nên cải thiện vấn đề gì và để tiếp xúc được khách hàng một cách tốt nhất được các bạn. Rồi sau đây thì chúng ta đi tiếp một số vấn đề nữa, tìm kiếm trang web. Đây chúng ta tìm kiếm web. Rồi tìm kiếm trang web các bạn, thì ở đây thì thông số này nó chưa được cập nhật mới. Rồi thì Phước nghĩ là từ những phút hướng dẫn các bạn nhìn góc nhìn về Google Analytics thì các bạn cũng hiểu được rằng Google Analytics mang đến cho các bạn những vấn đề gì, và cũng từ Google Analytics bạn đưa rút ra những cái giải pháp gì cho website của mình, và từ Google Analytics bạn có thể đưa ra những cái sự phát triển tốt cho website của mình. Từ Google Analytics bạn có thể gặt hái được những cái vấn đề lợi nhuận trong cái sự marketing đối với doanh nghiệp của mình. Rồi sau đây thì Phước xin bước tới một cái phần nữa, đó là phần Google Web Master Tool. Google Web Master Tool thì bài học trước Phước đã hướng dẫn các bạn cài đặt rồi, thì bài học này thì Phước không hướng dẫn nữa. Rồi thì Google Web Tool cho chúng ta vấn đề gì các bạn? Trọng tâm của Google Web Tool đó là vấn đề index, submit và báo những cái lỗi website đến cho chúng ta. Trọng tâm nhé các bạn, trọng tâm, trọng tâm. Ví dụ như thế này, bạn muốn submit, bạn muốn khai báo thì bạn chỉ cần ấn vào cái menu tìm nạp như Google, sau đó bạn copy cái đuôi các bạn, cái đuôi sau tên miền á. Ví dụ như cái đuôi này đúng không? Cái đuôi này. Bạn copy đuôi này. Rồi sau đó bạn copy cái đuôi sau này, đó đây là đuôi nè các bạn, đó sau bạn copy đuôi này chép, rồi sau đó bạn vào đây, bạn muốn submit đường link này đúng không? Rồi sau đó chúng ta ấn tìm nav file hiển thị, là sau đó cái đường link này sẽ nhảy vào như thế này các bạn, để vào như thế này, là chúng ta đang khai báo với Google đó các bạn, đang khai báo Google. Rồi đó là vấn đề thứ nhất mà trong tâm phút nói bạn. Thứ hai là chúng ta coi sơ đồ trang web, sơ đồ trang web các bạn. Chúng ta coi sơ đồ trang web là chúng ta cảm thấy được là số lượng bài viết mà chúng ta viết trên website chúng ta có bao nhiêu bài viết, có bao nhiêu bài viết được viết trên cái website của chúng ta, được viết trên cái website của chúng ta các bạn. Đây đây là số lượng bài viết chúng ta, và chúng ta cảm thấy nhìn nhận được rằng là số lượng bài viết chúng ta post lên website có bao nhiêu bài viết được index trên Google chúng ta thông qua ngày tháng chính xác. Ví dụ hôm nay chậm nhất Google phản hồi là ngày 8 tháng 5 đúng không bạn, chúng ta cảm thấy được rằng chúng ta ấn vô chúng ta coi thử là cái số lượng bài viết chúng ta được index hết không hay không các bạn. Rồi chúng ta ấn vào các bạn, chúng ta cảm thấy, chúng ta click vào được đây. Vậy là chúng ta cảm nhận được là chúng ta ấn vào sitemap này các bạn. Đây. Chúng ta cảm nhận được số, chúng ta ấn vào thêm. Đây. Đây các bạn. Đây. Chỉ là chúng ta cảm nhận được là cái ngày, ngày 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 vừa rồi không có bài viết hết cả, nhưng mà chúng ta tìm một số ngày phía sau thì làm sao? Nếu chúng ta kiếm một số ngày phía sau chúng ta có bốn bài viết được thì các bạn muốn biết được nhé. Rồi tiếp theo Phước chỉ các bạn một cái mẹo vô cùng lớn, đó là vấn đề bảo mật. Vấn đề bảo mật, nếu như website chúng ta có vấn đề bảo mật hay là lỗ hổng gì, Web Master Tool sẽ thông báo với website chúng ta. Các bạn hiện tại nếu như cái website bạn bị tấn công hay là gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ hiện thêm một cái ô cho các bạn, cái ô, và ô này nó sẽ ghi tất cả những cái lỗi của website của bạn. Bạn chỉ cần gửi phản hồi về cho Google các bạn, Google. Và gửi thế nào cực kỳ dễ các bạn, Google sẽ gửi về cho bạn một cái ô là những cái vấn đề mà không bảo mật đúng không bạn. Sau đó hướng dẫn các bạn là bảo mật thế nào và giải pháp thế nào, hướng dẫn hết, và sau khi hướng dẫn hết rồi đến bước cuối cùng là Google sẽ hiện một cái ô, một ô là bạn đã dạy, bạn đã làm hết toàn bộ rồi thì bạn cần phải gửi yêu cầu về cho Google như vậy. Tại vì vấn đề này hiện là vấn đề bảo mật đó, rất ít thì xảy ra các bạn, 1.000 web thì đến có 1-2 web xảy ra thôi,
Trường hợp này rất ít, vì thế là ngay cả bản thân Phước cũng không làm được các bạn, cũng không làm được. Đến kinh nghiệm ngày hôm nay Phước mới làm được các bạn, cũng làm được. Thì khi mà bị vấn đề về bảo mật cũng sai, còn hình dáng bảo mật, hình dáng nó bị thế nào thì Phước ở đây Phước gọi, Phước gọi thì họ bạn xem luôn là web bị mã độc. Thì khi mà bạn bị xuất hiện những cái hình ảnh như thế này, những hình ảnh thế này các bạn, đó hình ảnh thế này, một là hình ảnh thế này, hai là hình ảnh thế này, thì lúc đó bạn ngay lập tức bạn gọi ngay cho đơn vị có chứa thông tin hosting tin nha, tại nó bị nhiễm trong hosting các bạn, họ bạn gây nho gọi ngay cho bộ bạn thiết kế với các bạn để bạn đó thiết kế có thấy thông vô thông tin hosting để xóa những bài đọc đi, rồi sau đó bạn đó gửi khai báo với Google à chúng tôi hiện tại đã xóa sạch mã độc, mong bạn lấy Google hãy thả sai chúng tôi ra đó. Đó là những cái vấn đề mà bạn cần phải lưu ý. Thì kết luận là vấn đề gì các bạn, là Google với MetaTool cũng cho chúng ta biết là lưu lượng tìm kiếm là như thế nào, bao nhiêu là chịu khó tìm đến phân tích tìm kiếm như thế này. Google với MetaTool cũng cho đến chúng ta biết là ra là sai chúng ta bị như thế nào, mã độc thế nào. Google với MetaTool cũng cho chúng ta biết được rằng là những bao nhiêu là biết được để trên Google như vậy các bạn. Ở đây thì thêm một phần xíu nữa của đây là Google với tôi chúng ta cho chúng ta biết rằng những từ khó nào được khách hàng gõ nhiều nhất để tìm đến website của chúng ta. Ví dụ như từ IUH kết quả khoa học, có nghĩa là trong hình phút này Phước có viết một cái bài là cách kiểm tra khoa học, khách hàng thì không gọi là kiểm tra bản điểm mà khách hàng gọi là IUH kiểm kết quả khoa học vậy. Đó là chúng ta nhận được một vấn đề ở chỗ là khách hàng nó có một tư duy gõ thì có khác mình. Khác mình, không phải lúc nào nó cũng rập khuôn như những từ khó mà bạn đưa cho họ. Vì thế bạn hãy marketing bằng quét bộ từ khó với khách hàng, đó là bài học chúng ta. Rồi ngay một số khách hàng gọi là IUH kết quả khoa học, họ biết tắt cực kỳ luôn các bạn, cái tắt cực kỳ, suy ra vấn đề ở chỗ là gì, bạn phải xem những từ khó như thế này các bạn, suy ra nhìn vào vấn đề truy vấn những từ khó của khách hàng, chúng ta rút ra bài học gì, khách hàng gọi từ khó gì, khách hàng ở đâu, khách hàng mà đang truy vấn từ khó gì, và nhiệm vụ chúng ta phải marketing những từ khó đó hướng đến khách hàng, lúc đó website chúng ta mới đưa vào tầm mắt khách hàng, và lúc đó khách hàng mới biết vào sao chúng ta. Và khi khách hàng biết là sao chúng ta thì chúng ta phải làm tốt vấn đề nội dung, làm tốt vấn đề marketing, làm tốt vấn đề về chất lượng, làm tốt vấn đề dịch vụ, làm tốt vấn đề về quy trình bán hàng, thì lúc đó khách hàng mới gọi đến với sao chúng ta và mua hàng với sao chúng ta.